Mộng Thu xin chào khán giả của SBTN. Mộng Thu hiện đang ở Dow High School tại thủ đô Ottawa để ghi lại buổi nhạc hội do SBTN tổ chức với chủ đề Tiếng hát từ trái tim. Mời quý vị đón xem chương trình chúng tôi sau đây. Ngày thứ Bảy, 1 tháng 12 của năm 2018 vừa qua, Tổng giám đốc đài truyền hình SBTN và đội ngũ nhân viên đã có mặt tại thủ đô Ottawa. Điểm dừng chân đầu tiên để quảng bá SBTN Go Up là đêm đại nhạc hội Tiếng hát từ trái tim tọa lạc tại Dow High School, số 300 đường Rochester. Gần 400 khán giả đã bày tỏ tình yêu mến nhạc sĩ Trúc Hồ nói riêng và đội ngũ nhân viên đài truyền hình SBTN nói chung, chỉ đến tham dự để tìm hiểu về SBTN Go Up cũng như để thưởng thức một đêm nhạc thật ấm cúng với phần nhạc tình, nhạc thính phòng, nhạc quê hương cùng với các anh chị em nghệ sĩ của SBTN. Mộng Thu xin chào khán giả của SBTN. Mộng Thu hiện đang đứng với giám đốc SBTN anh Trúc Hồ, hiện đang ở Adults High School tại thủ đô Ottawa. Thưa chào anh. Xin chào. Thưa anh, cho Mộng Thu biết lý do tại sao chúng ta có buổi đại nhạc hội ngày hôm nay với chủ đề hát từ trái tim. Thật sự ra đây là buổi tính dắt Việt Khang qua để gặp đồng bào của chúng ta ở Canada và giới thiệu chương trình SBTN Go, tức như là khán giả có thể xem SBTN qua hệ thống Internet và trên TV hay là trên Smart TV hay là trên iPhone, iPad. Rất là dễ và một tháng chỉ có 8 đồng. Nhưng mà rất tiếc là cái thủ tục mà đi xin visa từ Hoa Kỳ mà qua Canada có thay đổi, cho nên cái giấy tờ của Việt Khang không kịp, cho nên lần này Việt Khang không có đi. Nhưng mà lần tới thì chắc chắn sẽ có Việt Khang. Thưa anh có thông điệp gì anh muốn gửi đến khán thính giả của SBTN Canada? Thông điệp của SBTN là chúng ta muốn người Việt Nam của chúng ta coi đài SBTN càng nhiều càng tốt, để chúng ta có cơ hội chúng ta bảo vệ cái tiếng nói của người Việt Nam ở hải ngoại. Khi mà chúng ta đi ra khỏi nước thì chúng ta mang nền văn hóa chúng ta đi theo. Khi mà chúng ta còn đài truyền hình của chúng ta thì chúng ta giữ được tiếng nói của chúng ta giữ được cái nền văn hóa của chúng ta. Cho nên Trúc Hồ xin kêu gọi tất cả người Việt Nam ở Canada hãy ủng hộ cho SBTN. Trong nhiều tháng vừa qua, đội ngũ SBTN đang ráo riết chuẩn bị cho ra mắt SBTN Go Up, một ứng dụng để khán giả khắp nơi ngoài Hoa Kỳ có thể xem đài truyền hình SBTN một cách dễ dàng và thuận tiện nhất. Theo lời của cô Trinity Hồng Thuận, thì chương trình SBTN Voice được đầu tư nhiều công sức trong nhiều tháng qua. Năm nay thì SBTN vừa cho ra mắt một cái chương trình rất là đặc biệt, đó là SBTN Voice, là một cái cuộc thi hát truyền hình thực tế đầu tiên ở tại cộng đồng của hải ngoại chúng ta và do SBTN thực hiện để mà tìm kiếm những cái tài năng mới cũng như là đào tạo để nhằm phát huy những cái văn hóa, phát triển những cái văn hóa và giữ gìn văn hóa của Việt Nam của chúng ta và đặc biệt là cái lĩnh vực âm nhạc. Thì vừa rồi là chương trình SBTN Voice vừa kết thúc phát hình 10 tập và chúng ta đang chờ đợi đến ngày chung kết. Và đêm chung kết sẽ được dự kiến là tổ chức vào tháng 2 năm nay, thì hy vọng là tất cả khán giả sẽ tiếp tục ủng hộ và theo dõi cái hành trình của SBTN Voice. Hơn thế nữa, các khán giả yêu mến SBTN còn có thể xem các chương trình tin tức, bình luận, giáo dục, giải trí, phim bộ trên nhiều phương tiện như điện thoại, tablet hay TV. Hệ thống SBTN Go là một cái chiếu trực tiếp 24/24 và tất cả VOD on demand là những chương trình mà mình có thể xem lại bất cứ lúc nào. Thì sau khoảng 3-4 tiếng thì live rồi mình có thể coi lại được. Cho nên quý vị không có thiếu chương trình gì hết. Thì cách gắn thì mình có những cái device như là Chromecast, iPhone, những cái tablet hay là Roku hoặc là Apple TV thì mình có thể coi được hết. Thì cái đó là mục đích mà SBTN muốn quảng bá cái SBTN Go để dễ cho người Việt khắp nơi để họ xem. Không chỉ ở nước Mỹ mà thôi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đến với đêm đại nhạc hội Tiếng hát từ trái tim của SBTN. Có nhiều khán giả đã ghi danh SBTN Go Up để giúp SBTN trở thành tiếng nói của người Việt hải ngoại và nhịp cầu kết nối các cộng đồng để tạo sự đoàn kết và sức mạnh chung, để tiếp tục chung tay với SBTN đóng góp cho những công việc ý nghĩa cho cộng đồng, cho tha nhân và cho Việt Nam, để cùng SBTN bảo vệ nền văn hóa, âm nhạc và những giá trị đẹp của người Việt hải ngoại.
lời đề nghị của Trúc Hồ muốn làm cái tour của SBTN Go lần đầu tiên đến Canada. Thành ra có bàn với lại Tuấn của bên Voice Canada. Thì mình cũng lúc đầu chương trình mình nghĩ là có Việt Khang đến, nhạc sĩ Việt Khang đến để mà cảm ơn các đồng hương và gặp gỡ đồng hương. Tuy nhiên giờ cuối thì nhạc sĩ Việt Khang không đến được. Nhưng mà mình nghĩ là chương trình vẫn tiếp tục với cái mục đích là phổ biến chương trình SBTN Direct TV đến với đồng hương ở khắp nơi của Canada. Dạ, hôm nay chúng tôi biết là có nhạc sĩ Trúc Hồ đến, cho nên chúng tôi đến đây trước nhất là gì để ủng hộ cái chương trình của Trúc Hồ, và hai là chúng tôi rất thích nhạc của ông Trúc Hồ. Mình nghe nói ở đây có SBTN Go, và dĩ nhiên mình nghe SBTN qua má và anh của mình. Mình rất là ủng hộ về văn hóa Việt Nam. Mình cũng có con gái và mình biết là bảo tồn văn hóa Việt Nam mình là một chuyện rất là đáng quý. Mình muốn trong gia đình của mình, con cái và con cháu bảo tồn văn hóa, nói tiếng Việt. Và nhất là nghe đài SBTN để biết về những tin tức cũng như là giáo dục, health, mà biết nghe bằng tiếng Việt và có những diễn dịch qua tiếng Anh để cho con cháu mình hiểu, vừa biết được tiếng Anh vừa biết được tiếng Việt và bảo tồn văn hóa của mình rất là tốt. Dạ, thì vì em cũng là một khán thính giả của đài SBTN, ở nhà lúc nào bố mẹ cũng coi SBTN hầu như là 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày một tuần. Với lại SBTN, tụi em muốn support cho SBTN để SBTN mỗi ngày được vững mạnh hơn và có thể là giúp đỡ cho đồng bào, có thêm nhiều tin tức, có thêm nhiều chương trình hơn. Với lại tụi em rất là mến mộ anh Việt Khang. Do đó cũng là một lý do chính mà em đứng ra sponsor cùng với lại RBC cho chương trình ca nhạc hôm nay của Việt Khang. Tất cả quý vị ở khắp nơi trên thế giới có thể tìm hiểu thêm thông tin và ghi danh ở sbtango.com. Theo lời của sứ ngôn viên Diệu Quyên, chị rất hạnh phúc khi tái ngộ cùng tất cả khán giả tại Ottawa, và chị cũng chia sẻ thêm thông tin về những điểm dừng chân kế tiếp của sbtango. Thời gian vừa qua đó, SBTN đã được coi như là 16 năm. Nhưng mà có những cái chương trình mà chúng ta không được tới gần với khán giả, đặc biệt là khán giả ở Canada hoặc là Úc hoặc là Pháp. Với cái SBTN Go là một cái app mới với cái trị giá khoảng 7.99 đồng, mà quý vị có thể tải xuống, có thể xem được bất cứ nơi đâu. Thì hy vọng rằng với cái SBTN app Go này sẽ gần gũi quý vị khán giả ở mọi nơi hơn. Thì có mặt tại đây là một cái ngày hơi lạnh, nhưng mà đây là cái world tour đầu tiên mà SBTN muốn làm, để mình có thể mình ngừng chân ở mọi quốc gia mà có người Việt sinh sống, giới thiệu tới cái SBTN app Go này để cho quý vị có thể theo dõi những cái tin tức gọi là gần nhất của chúng ta ở khắp mọi nơi, đặc biệt là người Việt của mình sinh sống tại hải ngoại như thế nào và những cái chuyện gì đang xảy ra trong nước. Thì qua cái SBTN app Go này, quý vị có thể nhấn cái nút và cũng sẽ có thể xem ngay tại chỗ. Vừa rồi là những hình ảnh ghi lại của phóng viên SBTN. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Mộng Thu tường trình tại thủ đô Ottawa.